vẽ cho em nghe. Rồi ơi, gọi đặt cọc luôn. Nữa nữa dẫn lại con về là bán rẻ nha. Tờ bán rẻ. Con con. Bé mấy tháng rồi cô? Từ 1 tháng rồi. Đi 1 tháng hả? Nãy nhiêu? Dạ 2 tuổi mấy rồi. Dạ hả? Dạ. Trời đất ơi. Ký được rồi quên. Bây giờ mặt ra là giờ đi con, về đi con ngồi cẩn thận nguy hiểm nè. Em sẽ chỗ không có năm cái có muối không ta? Chị kìa. Đâu có đi mà mang đi vậy? Mà đi xe đi đi xe kia không hả? Nhắm đi. Ú, chút nữa thì xuống như bến Ninh Kiều chắc nó la vậy chứ quá. Rồi. Được chưa? Cái này sao giống kiểu hai lúa mới trên núi mới xuống. Dạ bữa nay là chắc hai lúa thiệt rồi. Đi gỡ lúa hả con? Đi gỡ lúa. Này bữa nay đúng đi gỡ lúa luôn. Hãy subscribe.
xe muốn ói quá trời rồi. Đây là chợ đêm Ninh Kiều mà cô chú ơi. Tiên chạy hút qua cái khu ăn uống này. Tí có gì đi qua, đi quay tiếp nha. Đây có đồ chơi nhất ở trên mấy ơi. Tí thì Tiên quay lại. Bây giờ Tiên lại chỗ mà cái nơi có bức tượng của Bác Hồ á, gặp một chị rất là yêu quý kênh của Tiên. Chị ở Cần Thơ. Bánh xèo hương xưa. Đâu đó mà đó. Đến rồi hả? Nhà chị quẹo cái tên đó tới rồi. Gì hả? Nãy giờ chị ra. Ăn từ từ thôi nha. Đẹp chưa? Con này con gì nha? Tình hình là tụi nhỏ đang bị dính ở cái chỗ bán đồ chơi này mọi người chú ơi. Anna nãy giờ khoái không dịch hết á. Còn sao bây giờ hai đem con nhỏ tốt. Ah!